Rồi, Nhật Tây Audio mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của Nhật Tây ha. Hôm nay thì Nhật Tây xin được test lại cho quý vị nghe về cái âm thanh của dòng sản phẩm trước mắt quý vị đây là NT1508. Combo dòng sản phẩm này thì nó với mức giá là 30 triệu nha quý vị nha. Còn khi nào quý vị chúng ta có muốn mua riêng dòng sản phẩm như là cái loa thôi, chúng ta có sẵn cái TV rồi, thì mức giá của cái loa này là 23 triệu. Còn cái TV sẽ là 7 triệu ha quý vị nha. Nếu mà mua lẻ thì TV nó là 7 triệu rưỡi. Nhật Tây xin được nói sơ qua về dòng sản phẩm này một chút xíu. Nó được trang bị cho mình với hai loa bass 40 nè ha quý vị, và hai loa chép ở đây. Hai bass 40 có từ 190 côn 75, hai chép 450, và ở đây được trang bị cho mình với một cái thiết bị cục đẩy công suất 2 kênh, một cái thiết bị vang số chống hú cao cấp, tiếp tục nữa là một cái thiết bị nâng tiếng nè. Thiết bị nâng tiếng này giúp cho chúng ta có thể là tăng chỉnh được âm lượng bass chép nhạc và kết nối Bluetooth xa và nghe nhạc phải nói rất là hay luôn. Và thêm nữa là một dòng sản phẩm, đó chính là cái micro ha, hai cây micro của thương hiệu ABV Siso. Đây là một trong những cái dòng mic sự kiện có cái ưu điểm là bắt sóng cực xa và âm thanh phải nói là rất là hay trong cái phân khúc giá luôn. Thêm nữa, sản phẩm quý vị chúng ta đang xem là một cái TV. TV này là TV đã qua sử dụng rồi nha quý vị nha. Nó có cái kích thước là 49 inch. Rồi, bây giờ thì Nhật Tây sẽ tiến hành test nhạc và test chất lượng âm thanh cho quý vị chúng ta nghe về cái chất lượng của nó như thế nào nha quý vị nha. Chúng ta vừa nghe qua được cái chất lượng âm thanh mà Nhật Tây test cho quý vị nghe rồi ha. Một dòng sản phẩm công suất lớn, tiếng hát karaoke rất là hay, như những dòng nhạc sóng di động mini ha, chúng ta có thể là đem ra ngoài chơi và ở trong nhà chơi cũng được ha, nè rất là tiện lợi. Rồi, Nhật Tây tạm ngừng cái video của mình tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video review tiếp theo. Bye bye.